vàng rồi bôi lên cánh tay của Sunny. Sunny nhìn chằm chằm vào anh ta, rồi cũng lấy nghệ vàng đó thoa lên cánh tay của Yama. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Em hy vọng anh cũng nhanh chóng kết hôn. Nhà ngươi được lắm, đã đặt lấy vị hôn thê của ta còn ở đây khiêu khích ta, ngươi cứ chờ đó. Tất cả mọi người đều vui vẻ đến bôi nghệ lên người Sunny, nhưng chỉ có một người là ngoại lệ. Lúc này Mangan đang bồn chồn trong dạ, hắn lo sẽ bị nữ thần Kali trừng phạt. Mangan tưởng là Sunny đã quên hắn rồi, kết quả vừa thở phào một cái thì nghe Sunny gọi mình. Kỳ lạ là hắn vừa mới đụng vào nghệ thì đã tự mình lại nói ra những việc làm của mình. Hóa ra đó là bột nghệ của nữ thần Kali ban cho, không có ai có thể nói dối khi thực hiện nghi lễ. Ta căn bản không yêu Yami, ta với Yami kết hôn chỉ là muốn có được quyền lực. Cái ta muốn là cả vùng đất Thái Dương, ta muốn trở thành thần mặt trời. Sunny một lần nữa đã phá hoại kế hoạch của ta. Ta kết hôn với Yami chính là muốn giày vò cô ta để trả thù Sunny. Thần Surya tức đến xanh mặt, một tay túm lấy cổ của Mangan. Ngươi là tên tiểu nhân bỉ ổi, dám lừa ta để ta gả con gái cho ngươi, nói xong thì tát hắn một cái. Thần Surya lúc này mới hiểu rằng Yami vì hiếu thuận với mình mới chịu đau khổ mà gả cho Mangan. Thần Surya tức giận xóa bỏ hôn ước, ông ta rất cảm ơn Sunny, là anh đã gọi nữ thần Gali đến mới khiến mình biết được sự thật. Ông giao quyền trừng phạt Mangan cho Sunny. Sunny muốn Mangan xin lỗi Yami, nhưng Yami không muốn nhận lời xin lỗi của hắn mà trực tiếp bảo Sunny trừng phạt hắn. Cuối cùng tên Mangan kẻ còn già hơn cả thần mặt trời bị đuổi đi. Mangan không phục nên trước khi đi còn buông lời đe dọa Sunny, người cứ chờ đó xem ta sẽ quay lại trả thù người. Nếu như ngươi không giác ngộ thì con đường tương lai của ngươi sẽ còn chạm mặt ta rất nhiều lần đó Mangan. Còn về phía Indra cũng chuẩn bị ra tay với Damini, ông ta ỷ mình là vua các vị thần, bèn ép buộc Damini tiến hành nghi thức bôi nghệ còn không biết ngại mà muốn sờ chân cô dâu. Thậm chí còn nói với Damini ta nhất định sẽ ngăn cản ngươi kết hôn với Sunny. Chính vào lúc Indra sắp đạt được mục đích thì Damini thầm gọi tên Sunny. Kỳ tích đã xuất hiện, Sunny đã xuất hiện ở sau lưng Damini. Cho dù ngài có thần thông quảng đại cũng không so bì được với mắt thần của ta đâu. Indra hóa thẹn thành giận bắt đầu cắn bừa, vợ chồng trước khi cưới thì sao có thể gặp mặt ở lễ. Thậm chí còn chỉ trích cha Damini không giữ quy củ. Sunny cười nhạt một tiếng, nếu như ngài chính trực thì sẽ không cần bất cứ một nghi lễ nào để chứng minh. Huống hồ gì Damini vẫn luôn nhắm mắt, nàng vốn không nhìn thấy ta. Indra ngẩn người ra, được lắm Damini, người cũng biết chơi ta đấy. Nhưng mũi tên đã bắn ra không thể quay đầu, Indra vẫn mặt dày muốn làm xong nghi lễ bôi nghệ. Có bản lĩnh thì ngươi ngăn cản ta đi Sunny, nói xong thì xuống tay với Damini. Nhưng Sunny cũng không ngăn cản ông ta, hơn nữa còn đưa nghệ của nữ thần Kali ban phước. Sunny quá thông minh rồi, Mangan đã trúng kế và khiến kế hoạch của hắn ta bị sụp đổ. Indra hoảng lên, khi Sunny tấn công ông ta bằng lý lẽ, Indra chỉ đành sờ vào nghệ nhưng một tí thì đã bị giật điện. Sunny từ từ đến gần, Indra hoảng sợ lùi lại, ông ta cũng như nhiều lần trước chỉ biết bỏ chạy. Đám người Indra bắt đầu tranh cãi, Mangan túm lấy cổ Indra. Ngươi là một phế vật, đều là vì kế hoạch ngu xuẩn của ngươi nên bây giờ ta bị đuổi đi. Ngươi phải trả giá cho điều đó, từ đây về sau ngươi phải nghe lời ta. Sunny, ta sẽ phải bắt hắn ta trả giá. Hôn lễ của Sunny sắp sửa bắt đầu, nhưng Sunny vẫn có một dự cảm không lành. Lúc này Mangan ở dưới đất đã vẽ ra một trận pháp khổng lồ. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười độc ác, không ngừng thêm nguyên liệu vào nghi thức. Hôn lễ chính thức bắt đầu, Kakun lại đi đến nói rằng Mangan đang làm phép để phá hoại, Sunny không thể không đi ngăn cản hắn ta. Nhưng khiến người khác bất ngờ là Mangan không hề ra tay với Sunny mà là nguyền rủa Damini. Trong thời khắc hạnh phúc, Mangan đã tặng cho Sunny một lễ vật lớn khó quên trong đời, sau đó hắn ung dung bỏ đi. Đến cả thần Mahat và thần Vishnu cũng không làm gì được. Họ đề nghị Sunny nên hủy bỏ hôn lễ, nhưng Sunny đã hứa với mẹ là phải bảo vệ danh dự cho Damini. Nếu giờ hủy bỏ hôn lễ thì Damini sẽ không còn mặt mũi gặp ai. Thần Mahat dường như biết được sự lựa chọn của Sunny, ngài ấy cũng đau lòng, xem ra Sunny lại sắp đối mặt với tai kiếp mới. Damini dùng chân không đá đổ chiếc bình, kết quả lại suýt hại chết cha chồng của mình. Bầu trời trong thoáng chốc vẫn tối đen, đèn trong phòng đều tắt hết. Trong bóng tối, thần Surya bỗng không thể thở được, gương mặt tối đen dường như đã bị nguyền rủa. Ông ta đau đớn gào thét lên, Chaya vội vàng đến đỡ chồng, còn Indra lại ngăn cản Yama lại. Rõ ràng tất cả đều là trò mà ông ta bày ra. Chaya nói đây là điểm xấu, Damini cúi đầu lo lắng, cô sợ mình đã mang lại tai họa cho Sunny. Sunny nhìn thấy Indra ở bên cạnh cười thầm, chợt hiểu rằng lời nguyền của Mangan đã linh nghiệm rồi. Chỉ thấy anh giang hai tay, thoáng chốc đã xua được bóng tối rời đi, căn phòng lại sáng bừng lên. Nhìn thấy Damini đang khóc, Sunny an ủi cô, chúng ta hãy cùng nhau hoàn thành nghi thức. Damini vội vàng lắc đầu, cô sợ mình sẽ làm hại thần Surya một lần nữa. Được Sunny khích lệ, hai người thuận lợi hoàn thành nghi lễ, chính thức trở thành vợ chồng. Indra vẫn không chịu từ bỏ, ông ta mang lọ đá quý mang vận xấu đến tìm Damini, còn nói dối là tặng quà cưới cho cô. Vì để giữ thể diện cho gia đình chồng, Damini đã nhận món quà này. Nhưng món quà vừa đến tay thì cô liền bắt đầu thấy chóng mặt. Cô cầm lọ đá kia đến tìm Sunny, lúc này Sunny vẫn đang suy nghĩ làm sao để xóa bỏ lời nguyền của Mangan đối với Damini. Nàng đừng vọng tưởng có được tình yêu của ta, ta đã nói trước với nàng rồi. Damini nhìn thấy Sunny như thế thì vô cùng tức giận nhưng vẫn cố nhịn mà nói. Hôm nay là đêm tân hôn của chúng ta, Sunny vung tay từ chối tình yêu của Damini. Damini không chịu đựng nổi, sự ảnh hưởng của đá xấu càng lúc càng nhiều. Sunny, chàng thực sự là kẻ tàn nhẫn. Trong đêm tân hôn chàng thậm chí còn không nhìn lấy ta một lần, chàng làm vậy là sỉ nhục ta. Từ hôm nay về sau khi chàng sử dụng nhãn thần với bất kỳ ai thì người đó sẽ nhận lấy sự hủy diệt.
Còn lúc này Mangan lại tăng thêm sự nguyền rủa với Damini, cô không chịu đựng nổi nên đã ngất đi. Sunny định dùng nhãn thần cứu Damini, không ngờ là ánh mắt vốn dĩ thuần khiết lại trở nên đỏ rực. Anh nhớ lại từng câu nói của Damini nhưng bất ngờ là cô lại không hề nhớ mình đã nguyền rủa chồng. Anh biết rằng hai người càng lại gần thì ảnh hưởng của lời nguyền sẽ lớn hơn. Ai ngờ Sunny vừa rời khỏi thì Indra đã biến thành Sunny với ý đồ muốn trả thù Sunny. Ông ta muốn làm ô nhục Damini. Khi Indra sắp đạt được mục đích thì Sunny đã đến, anh tung ra một tia sáng trực tiếp đánh Indra ngã xuống đất. Anh trói chặt Indra lại, nếu lần sau còn tái phạm ta sẽ khiến ông tan xương nát thịt. Hai Sunny khiến cho Damini bối rối, rốt cuộc ai mới là chồng mình. Indra nắm lấy cơ hội muốn làm Damini rối loạn. Ta yêu nàng Damini, ta dám nhìn thẳng vào mắt nàng mà nói như vậy, còn tên giả mạo kia có dám không? Damini muốn Sunny nhìn thẳng mình nói chuyện nhưng cô không biết mắt thần của Sunny đã bị mình nguyền rủa thành mắt ma. Sunny không muốn làm hại Damini do đó cố ý tránh né ánh mắt của cô. Indra thấy vậy bắt đầu thêm dầu vào lửa, anh ta chột dạ, anh ta là Sunny giả. Sunny thấy chuyện không lành đành nói ra bí mật mà chỉ hai vợ chồng biết. Nhưng Damini quá yêu Sunny, cô sợ sự lựa chọn của mình sẽ làm Sunny bị thương. Cho dù đó là Sunny giả, bất đắc dĩ cô cầu xin ba đấng tối cao. Con chỉ là một cô gái bình thường, con không thể phân biệt rõ ai là thật giả. Do đó con cầu xin ba đấng tối cao ban cho con sức mạnh. Ba đấng tối cao nghe thấy lời cầu xin của cô, họ đã đem sức mạnh của mình hóa thành nước thánh rót vào bình của Damini. Damini rót nước thánh vào tay, bây giờ cô đã có sức mạnh hủy diệt tất cả. Ta muốn các ngươi thành thật trả lời ta, rốt cuộc ai mới là Sunny? Ta sẽ dùng nước thánh này để hủy diệt hoàn toàn kẻ nói dối. Ai ngờ Indra lại nghĩ ra ý đồ xấu, nếu như ngươi là Sunny thật thế thì dùng mắt thần nhìn ta đi. Indra biết Sunny không dám tùy tiện giết người. Vừa nói xong Damini lại đi đến trước mặt Sunny giả, ta cho ngươi cơ hội cuối cùng. Indra sợ bị hủy diệt nên hiện lại nguyên hình. Nhưng ông ta cũng không hiểu vì sao Damini lại biết mình là kẻ giả mạo. Bởi vì Damini biết chồng của mình là tuyệt đối sẽ không khuyến khích người khác trừng phạt kẻ phạm tội. Damini muốn hủy diệt Indra nhưng bị Sunny ngăn cản. Vì không muốn để Damini bị tổn thương, anh đã nói sự thật cho cô biết. Nàng đã bị Mangan nguyền rủa và lời nguyền này đã ảnh hưởng đến ta. Mắt thần của ta đã không còn cứu người khác được nữa, chỉ mang đến sự hủy diệt. Nhưng cơn sóng này vừa yên thì cơn sóng khác lại đến. Lời nguyền của Mangan càng lúc càng nặng nề hơn, Damini suýt nữa bị mất mạng. Trong buổi hiến tế cuối cùng này ta sẽ mãi mãi khống chế Damini. Từ đó ngươi sẽ mãi mãi sống trong cơn ác mộng, Sunny. Sunny, Mangan bốc lấy một nắm bột thần bí vứt vào trên mặt đất, Damini lập tức choáng váng, suýt nữa bị ngất đi. May mà Sunny nhanh tay đỡ được Damini. Anh biết rằng nhất định là Mangan giở trò, Sunny quyết định phản kích. Anh bảo Damini ngồi giữa tấm gương, sau đó nhìn thẳng vào tấm gương. Chiếc gương bắt đầu phản chiếu năng lượng của mắt quỷ. Anh muốn dùng sức mạnh của mắt quỷ để triệt tiêu lời nguyền của Mangan. Damini là giới hạn của Sunny, anh phải bắt Mangan trả giá đắt. Lúc này Mangan hầu như không có chút phát giác là giới hạn mình đã tận. Lúc này ở trước cửa truyền đến một tiếng nổ lớn, một đôi mắt đỏ rực xuất hiện. Sunny đến, Indra định phản kháng nhưng đôi mắt của Sunny quá nguy hiểm. Khi bị Sunny uy hiếp, ông ta đã nói ra nơi ẩn nấp của Mangan. Lúc này Mangan đang chuẩn bị một nghi thức tàn ác hơn, đây là cơn ác mộng của Sunny. Lúc này Sunny đã đến cửa âm giới, hồi ức trong quá khứ cứ xuất hiện trong đầu anh. Anh nhớ lại em gái Badra, sự do dự của Sunny khiến Mangan phá giải được kết giới. Damini ngất đi, tình thế rất nguy hiểm. Sunny. Chính vào lúc Mangan hoàn toàn khống chế Damini thì Sunny đã kịp thời xuất hiện. Anh đã khắc phục được nỗi sợ hãi của quá khứ. Nhưng Mangan cứ nhắc đến Badra, điều này đã đánh trúng điểm yếu của Sunny. Sunny càng lúc càng tức giận, chính vào lúc anh định ra tay thì Mangan đã khống chế Damini đến. Mangan khai triển pháp thuật để Damini nhìn thấy quá khứ của Sunny. Hắn muốn cô tin Sunny không phải là người tốt. Anh bất kính với ba đấng tối cao, khiến mẹ mình thất vọng, thậm chí còn tự tay mình giết chết em gái. Damini tin đó là thật, Sunny muốn giải thích là điều Mangan nói không hoàn toàn là thật. Nhưng Damini đã cho rằng Sunny là hung thủ. Sunny anh là một tên ác quỷ, người bình thường sao có thể làm ra những chuyện đó chứ. Nhưng khi Damini nói anh chính là nỗi sỉ nhục của mẹ, Sunny đã phẫn nộ, suýt nữa dùng mắt quỷ giết chết Damini. Mangan thấy vậy liền ở bên cạnh thêm dầu vào lửa, người chính là muốn dùng đôi mắt giết chết Damini nhưng ngươi không dám. Sunny quả nhiên bị mắc lừa, anh thực sự đã dùng mắt bắn vào Damini. Không ngoài dự đoán, Damini đã chết ngay tại chỗ. Mangan thấy vậy bắt đầu chế giễu Sunny, người không chỉ giết chết em gái, bây giờ lại giết vợ. Người thua rồi Sunny, đây chính là chứng cứ. Mangan chạy đến chỗ Indra khoe khoang nói hắn đã trả thù thành công. Nhưng vừa nói xong Sunny đã đánh đến. Hóa ra Damini không chết, Sunny cố ý để cô chết giả nhằm đánh lừa Mangan. Bởi vì sức mạnh của Mangan ở dưới âm giới quá mạnh, anh chỉ đành dùng hạ sách này. Sắp xếp cho Damini xong, Sunny nhanh chóng đến hang ổ của chúng. Lúc này trông anh vô cùng đáng sợ, các ngươi đã chạm đến giới hạn của ta, ta phải bắt các ngươi trả giá. Chỉ thấy đôi mắt anh đỏ rực rồi từ từ bước vào thần điện của Indra. Mangan muốn phản kháng, Sunny liền đánh trả, anh nắm lấy cổ hắn. Không hổ là con trai của thần mặt trời, cách nắm cổ cũng giống y như đúc cha mình. Anh dùng một tay đã nhấc cao hắn lên, Indra sửng sốt. Vì để giữ mạng sống ông ta cũng cháo trở, ông ta đem hết tội lỗi đổ lên đầu Mangan.